mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, 27 tháng 10 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Thông tin chi tiết có trên trang nhất báo Nhân dân số ra hôm nay. Bài báo cho biết, theo nhiều đại biểu Quốc hội, ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ những quy định trong dự thảo luật bởi hiện nay tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật đang diễn ra rất phức tạp và ngày càng gia tăng. Đáng lo lắng hơn, trong đó có những người phạm các tội nghiêm trọng gây bức xúc lo lắng trong nhân dân. Các quy định của Bộ luật hình sự về vấn đề này cần đặc biệt chú ý ngăn chặn, phòng ngừa việc các đối tượng xấu lợi dụng trẻ em không trong độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Năm học 2016-2017, môn học giáo dục công dân lần đầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào danh sách các môn thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Khẳng định môn học này ngày càng trở nên cần thiết, nhất là trước thực trạng xuống cấp, lệch lạc về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh sinh viên. Cùng với đó là những biểu hiện xem nhẹ, xa rời các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Đề cập nội dung này, báo Quân đội Nhân dân cho biết. Đưa môn học giáo dục công dân vào danh sách các môn của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 là một tín hiệu vui, là điểm mới tích cực của việc dạy và học môn học này trong tiến trình đổi mới giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải làm sao để môn giáo dục công dân không dừng ở việc dạy chữ mà học phải đi đôi với hành. Những kiến thức của môn học này phải thấm sâu vào nhận thức của các em, biến thành những hiểu biết, kỹ năng sống, những chuẩn mực đạo đức xã hội. Với nhan đề kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, báo tin tức cho biết. Ô nhiễm khí phát thải từ xe cơ giới đang là thực trạng đáng báo động, đe dọa chất lượng cuộc sống của người dân tại các đô thị lớn. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng, các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát và khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, phương tiện sử dụng nguyên liệu sạch. Ngoài ra, cũng cần có những chế tài xử phạt đối với những phương tiện vi phạm quy định về lượng khí phát thải. Mỗi người hãy xây dựng thói quen bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện cá nhân, vừa đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, vừa có ý nghĩa lớn đối với bảo vệ môi trường. Khơi dậy thói quen đọc sách thời công nghệ số là bài viết đáng chú ý trên báo Vĩnh Phúc hôm nay. Bởi theo bài viết Văn hóa truyện tranh, văn hóa nghe nhìn cùng với sự lên ngôi của điện thoại thông minh, Internet đã thôi miên giới trẻ khiến họ ngại đọc sách. Bài viết cho rằng, trong thời đại số hóa, khi những nền giáo dục hiện đại các nước rất đầu tư dạy học sinh thói quen đọc và chọn sách từ bé, thì các bậc phụ huynh và thầy cô giáo Việt Nam lại đưa cho con điện thoại hay máy tính thông minh, và dẫn đến văn hóa đọc bị mai một, kéo theo là những thế hệ học sinh ra trường đói về văn hóa, nghèo về tâm hồn và sống vô ý thức kỷ luật hành xử theo kiểu vô cảm và bạo lực. Bài viết cũng khẳng định, khơi dậy nhận thức, thói quen đọc và chọn sách là việc cần làm ngay của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi nhà trường. Và hãy đọc mỗi ngày một trang sách quý. Nước Pháp chia rẽ vì phá rỡ trại tị nạn Calais là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Giao thông số ra hôm nay. Bài báo cho biết với việc cho dỡ bỏ khu trại tị nạn ở Calais, chuyển người tị nạn đến nhiều địa phương khác khiến nước Pháp đang phải đối mặt với làn sóng phản đối của người dân. Hôm 25 tháng 10, giới chức Pháp bắt đầu dỡ bỏ khu tị nạn Jungle của người tị nạn ở gần thị trấn cảng Calais, miền Bắc nước Pháp. Nhà chức trách Pháp thống kê được khoảng 4.000 người di cư, trong đó có 772 trẻ vị thành niên đã trú ngụ ở khu trại Jungle cho đến nay, và đã đến lúc phải thiết lập lại trật tự ở khu vực này. Loạt xe buýt chở hàng trăm người di cư đến những nơi cư trú mới trên toàn nước Pháp. Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là tạm thời, trong khi chờ được xét đơn xin tị nạn. Tại một số nơi, xung đột giữa người bản địa và di cư rất gay gắt. Người dân ném đá vào người di cư hoặc đốt các khu nhà họ sẽ cư tạm trú. Tồi tệ hơn là đã xảy ra ẩu đả giữa nhóm ủng hộ và phản đối người di cư. NATO siết chặt bao vây Nga là nhân đề bài viết có trên báo Nông nghiệp Việt Nam số ra hôm nay. Bài báo cho biết, Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 26 tháng 10 đã thôi thúc các nước thành viên đóng góp quân số để xây dựng lực lượng quân đội hùng hậu nhất từ sau chiến tranh lạnh tại khu vực sát biên giới Nga.
Để thực hiện thành công kế hoạch triển khai lực lượng quân đội hùng hậu tại khu vực sát sườn Nga, Mỹ hy vọng các nước châu Âu sẽ thực hiện đầy đủ cam kết đóng góp 4 nhóm chiến đấu, tương đương 4.000 binh sĩ vào lực lượng chung của NATO. Động thái trên của NATO diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay của Nga đang trong hải trình tới Syria trong một động thái được xem là phô trương danh thế dọc bờ biển các nước châu Âu. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết Moscow từ trước đến nay vẫn cho rằng Mỹ và các nước thành viên NATO đang chống lại một mối đe dọa không tồn tại và có thể gây bất ổn khu vực khi xây dựng lực lượng quân đội hùng hậu sát sườn Nga. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.